Theo tờ The Economist hôm 27 tháng 8, Ukraine dựa vào thông tin tình báo và giám sát vệ tinh của phương Tây để điều khiển máy bay không người lái, UAV, đến các mục tiêu ở Nga. Tờ báo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết phải cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài thì Ukraine mới vượt qua được năng lực phòng không và tác chiến điện tử của Nga để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Theo bài báo, sự hỗ trợ này bao gồm thông tin tình báo thường từ các đối tác phương Tây về radar, tác chiến điện tử và các hệ thống vũ khí phòng không. Bài báo lưu ý rằng phản hồi về kết quả của cuộc tấn công được tổng hợp từ các vệ tinh. Ukraine chỉ có một vệ tinh giám sát duy nhất với quỹ đạo bay 15 vòng một ngày, tức là những hình ảnh thu thập ngoài số lần bay qua này đều có thể do các vệ tinh phương Tây cung cấp. Dù Ukraine thường cố gắng tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, Moscow cáo buộc Kyiv tiến hành nhiều vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư. Trong vụ việc gần đây nhất, một chiếc máy bay không người lái nhỏ đã đâm vào một khu chung cư ở thành phố Quốc, làm vỡ cửa sổ nhưng không ai bị thương. Các làn sóng tấn công liên tiếp bằng UAV đã nhắm vào khu thương mại trung tâm của Moscow trong những tuần gần đây. Một cuộc tấn công khác vào khu vực biên giới Belgorod hồi đầu tuần đã khiến 3 người thiệt mạng. Báo The New York Times hôm 25 tháng 8 dẫn lời quan chức Mỹ cho rằng Ukraine tăng cường tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga để nâng cao nhuệ khí cho người dân và binh sĩ Ukraine trong lúc cuộc phản công chưa đạt được kỳ vọng. Các quan chức không nêu tên của Ukraine nói với New York Times rằng họ hy vọng những cuộc tấn công bằng UAV sẽ buộc Moscow phải xem xét lại chiến thuật dùng tên lửa và UAV tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 8 cho biết các lực lượng nước này đã triển khai 2 máy bay chiến đấu để chặn máy bay không người lái MQ-9 Reaper và AQ-4 Global Hawk của không quân Mỹ gần bán đảo Crimea. Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ lực lượng Nga đã phát hiện các máy bay không người lái trên khi đang giám sát thiết bị bay qua khu vực phía tây nam Biển Đen. Theo bộ này, 2 máy bay chiến đấu của Nga đã được triển khai để ngăn chặn hành vi có thể vi phạm biên giới quốc gia và để đối phó các hoạt động trinh sát bằng kỹ thuật vô tuyến. Động thái của Nga đã khiến các máy bay không người lái trinh sát của không quân Mỹ đã thay đổi hướng bay và rời khỏi khu vực đang tiến hành trinh sát trên không. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Garland Gan nói với CNN rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ trên Biển Đen theo luật pháp quốc tế để đảm bảo quyền tự do hàng hải trong khu vực. Nga đã nhiều lần triển khai tiêm kích chặn trinh sát cơ và UAV bay gần biên giới nước này. Trước đó hôm 27 tháng 8, Moscow đã điều tiêm kích chặn UAV MQ-9 của Mỹ được cho là đang do thám gần bán đảo Crimea.